nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và phục vụ cán bộ chiến sĩ trong đơn vị có điều kiện rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe. Ngày 26 tháng 4, Công an huyện Định Hóa đã tổ chức ra mắt câu lạc bộ bóng đá Công an huyện. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo huyện. Tại buổi lễ, Công an huyện Định Hóa đã thông qua quyết định thành lập câu lạc bộ bóng đá và quy chế hoạt động của câu lạc bộ. Với phương châm khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, việc thành lập câu lạc bộ nhằm tập hợp, thu hút cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an huyện yêu thích môn bóng đá cùng tập luyện, giao lưu, nâng cao sức khỏe, phục vụ công tác chiến đấu, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể dục thể thao trong đơn vị. Đồng thời, qua quá trình tập luyện, câu lạc bộ sẽ phát hiện cán bộ chiến sĩ có năng khiếu để tuyển chọn, bồi dưỡng, tham gia thi đấu các giải thể thao do các cấp tổ chức. Nhân dịp này, Công an huyện Định Hóa đã tổ chức giao hữu với đội bóng khối chính quyền huyện. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, hai đội đã cống hiến trận đấu đôi công hấp dẫn, những đường bóng đẹp mắt cùng nhiều bàn thắng được ghi cho mỗi đội. Khép lại trận đấu với kết quả 5-3 nghiêng về đội bóng Công an huyện. Qua buổi giao lưu đã thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các cầu thủ hai đội trong hoạt động thể thao, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.